Chào tất cả anh em nha. Thì hôm nay nó ra cái phần gọi là bảo khố của anh em nè. Đó, anh em hỏi sự kiện cây búa nè. Thì đây là sự kiện cây búa nha. Đó. Rất là nhiều luôn. Ok, và thêm một cái gọi là sự kiện yêu đương tình yêu nè. Sự kiện yêu đương tình yêu này để mình nói cho các bạn nghe nha. Nhiều các bạn thì trông chờ vào nó nhiều lắm. Sự kiện yêu đương tình yêu này thì nó có cái gọi là cái thuốc tu luyện. Để mình bấm vô thử coi nó bao nhiêu nha. Là cái gói này là gọi là 25.000 nha. 25.000. Nhưng mà các bạn mua ok nha. 25.000 thì chúng ta mua cái này được nè. Mua cái thuốc tu luyện được nè. Mua cái thuốc tu luyện tu luyện 100 tu luyện nè, mua được này nghe. Đó. Thì số phiếu mình không đủ nha, mình vẫn có phiếu nạp mà mình không đủ tiền nha. Ok. Thì cái sự kiện tình yêu hoa hồng này thì nó không có gì chờ anh em à. Không có gì hết. Ngoài nó thưởng ngoài ảnh nè. Ảnh ma mị thôi. Với phiếu nạp, nói chung cũng không có gì hết. Chúng ta đua top làm gì cho nó mất công nghe anh em. Ở bên Mỹ này cũng vậy thôi. Nói chung thì lấy ba cái này nó không tăng được bao nhiêu lực chiến nhân nha. Nói chung anh em khó đua top lắm. Bên cái hoa Mỹ này, giờ mình sẽ tặng hoa full cho cái thằng gãy nhí của mình trên đây nha. Rồi ok anh em, giờ mình sẽ tặng nè. Tặng vật phẩm kim phụng à, mình nhấp vô 3.000 mấy mình tặng luôn rồi nha, cho nó lép vé chơi nha các bạn. Đó, tặng hết luôn nha anh em, tặng full skin cho nó luôn nha, bảo đảm là nó mê mình luôn nha các bạn. Lên 578.000 luôn rồi, khủng khiếp chưa anh em. Giờ mình vô sự kiện hoa nhẫn nè, tăng cấp mình nói các bạn nè, tăng lên maximum với tụi kia luôn á. Số hút nè, đó các bạn tăng như vậy cho nó lẹ các bạn. Mua cho người yêu để kiếp sau tao mua cho mày thằng đầu chọc. Rồi bên đây thì mình trồng hoa, trồng cây, trồng cỏ. Nói chung bữa nay mình không có gọi là ô bà nhây mấy kia lắm các bạn, cho nên là mình sẽ đi làm cái gọi là bảo khố để cho anh em coi nha. Để đập nè, nó kêu đó, anh em thấy đập cái này ra là ok thấy không. Bảo khố là nói chung là ngon anh em, bảo khố là ngon à. Mình phái nhất là bảo khố nha. Bảo khố là nó giúp mình tăng lực chiến rất là nhiều luôn đó anh em. Cho nên anh em hãy tin tưởng vào bảo khố. Nếu mà anh em còn có gọi là đua stop đó, tất nhiên là tôi vẫn ở đây đâu rồi. Tôi vẫn ở đây tôi đập tiếp chứ. Đập nha anh em, cứ đập thoải mái. Đập tét đầu chảy máu càng tốt. Nói chung thì cái sự kiện bảo khố này cái nào nó cũng gọi là ngon hết anh em à. Ngon, nói chung là vậy. Đó, cứ lấy búa khỏ cốc cốc thôi. Hết thì anh em biết làm sao chưa. Nhận búa thì chúng ta mua nha. Mát luôn. Đó, nhận búa chúng ta mua nha. Mua chúng ta đi khỏ. Khỏ gì đó rất là ngon luôn. Khỏ vô bể đầu hết, mẻ chán hết luôn. Khỏ nhà game ỉa luôn. Nói chung thì anh em nhớ bữa nay thứ bảy nè. Thì nhầm server nó có cái bảo khố, nhầm server nó không có nha. Những server nào mà cũ cũ mềm giống như mình á, thì đi chung với mình á, thì sẽ có nha. Còn anh em để ý những cái server của anh em á, là ngày nào nó ra server nào là nó y chang vậy luôn nha. Nó đôi khi nó đi cũng khác nhau nha, chứ không có giống.
Ồ, thuốc tu luyện nè, trời ơi, bữa nay chắc lên cấp cả 2.000 quá. Nó chơi với anh em thì thôi chứ sự kiện bảo khố thì rất là ngon nha. Ngon lắm anh em ăn thử là anh em biết liền à, rất là ngon nha, tuyệt vời lắm. Cứ lấy búa khỏ hết vậy, đừng có chừa cái nào nha, chừa là uổng lắm. Những thứ trong đây là toàn là những đồ mà gọi là ngon ngon không à. Ôi thiệt chứ, hôm nay sao lại ra nhiều cái hoạt ảnh nó đẹp dữ người ta. Bởi vì mình nói các bạn á, khi mà các bạn mới chơi game đừng có nạp vô lấy mấy cái hoạt ảnh làm gì, nó tốn tiền, nó mất thời gian của các bạn chứ làm gì đó. Các bạn thấy không, 50 thuốc luyện được 200 mà tròn quá đã chứ. Không đủ kim nguyên bảo, giờ mình ra mình dứt cái này cái đi ha. Đó các bạn thấy không, cái cánh nó còn đẹp hơn. Trời ơi, con này là gì đây? Con gì vậy? Cưỡi con này đẹp không? Cưỡi luôn nghe, cưỡi luôn. À, tới trang phục nè. Rồi cái này là cái gì đây? Đĩa bay hả? Mặc luôn, thấy nó đẹp là mặc nha các bạn. Mặc luôn. Dùng thuốc tu luyện thì mình từ từ nha các bạn, để mình làm hết full hoạt động 800 rồi mình hãy dùng nha. Rồi, ok, hiện tại là hết kim nguyên bảo rồi, để mình nạp vô chút đỉnh nha các bạn. Các bạn thấy không, lực chiến mình lên dù dù luôn đó, các bạn ơi. Giờ sẽ đi lấy thẻ nạp nạp vô. Thế nào mình dứt hết rồi, thế nào mình dứt hết rồi nha. Ok, giờ sẽ nạp vô 800 mấy gì, 800 mấy nha các bạn ơi. Nói chung thì chút xíu nữa mình sẽ full cho các bạn nha. Bây giờ mình sẽ vô sự kiện tình yêu chúng mình coi thứ mình nhận được cái gì nha. Hồi nãy mình ấy rồi đó, thì nói chung mình nhận cũng nhiều thứ lắm các bạn đó. Thì mình tích được bao cái trời, mình hạng 21 để mình cho các bạn coi hạng 21 nhận được cái gì. Hạng 21 thì nhận được cái đan long huyết với cái thẻ nạp 500k. Tiếp tục các bạn ơi, lễ hội tình yêu thì cái này mình chỉ đổi thủy tinh thôi, nó có thì đổi thủy tinh hết các bạn ạ. À, cái tình duyên duyên có sự kiện hoa hồng rồi, khoan khoan khoan, mị lực, sự kiện mị lực, sự kiện mị lực của mình là hạng 22 các bạn. 22 thì mình cho các bạn coi mình nhận được cái gì. Ồ, 22 nhận cái này cái gì đây? Tay sắt gái. Tay sát gái. Còn cái này á thì anh em đừng có nên chơi nha, đừng nên chơi, người ta bỏ đi. Sự kiện mua nhóm nè, giả tỷ anh em thấy cái sự kiện mua nhóm á, mà nó full hết, người ta mua full hết á, nó bạc nó nổi lên nhận hết á, thì anh em hãy mua 50.000 nha, thì nó cũng ok đó. Rồi sự kiện yêu đương mị lực rồi đó, thì mị lực của tôi thưởng thì nó thưởng theo hạn đó, nên là cũng có gì gọi là ngon hết anh em đó, nên mình làm clip mình chia sẻ cho anh em vậy thôi. Còn tất cả những cái thứ khác thì anh em cứ tích lại đi anh em sử dụng nha. Nhất là mình khuyên các bạn là nếu các bạn có tiền thì các bạn chơi cái gói này hết cho mình nha. Chơi cái gói này 7 ngày nè đó, chúng ta nhận thuốc tu luyện để nâng level khi mà các bạn chơi server mới nha. Rồi các bạn đừng có nên thấy nhiều bạn mua cái gói này nè, mua thêm cái gói này nữa mà mình thấy là nó phí tiền lắm các bạn ơi, đừng có mua nha, phí tiền cũng được có mua. Ok, còn thêm cái nữa là mình thấy các bạn hay mua cái gói, mấy cái gói này nè, cái này là có mua cái gói này làm gì,
mấy cái gói này nó không có cho chúng ta được cái gì gọi là tăng lực chiến hết trơn anh em à. Đó, nhiều bạn mình thấy là mua úi sợ mua mát luôn chứ không biết mua làm gì đó. Nói chung thì chúng ta chỉ cần mua chơi và sự kiện thôi nha, chơi sự kiện thôi, giá trị sự kiện nó ngon á. Như thể tháng này á, anh em cũng đừng có lên mua làm gì. Thứ nhất là nó rất là phí tiền, hàng ngày nó chỉ cho anh em có 15.000 kim nguyên bảo thôi, rất là phí tiền nha. Mình nói hoài mà anh em không nghe gì hết. Rồi tiếp tục thôi, bây giờ mình coi nó được bao nhiêu thế nào rồi. Mình gán kiếm lên 1.3 triệu để mình nạp nha. Trong đây mình có thể nạp không ta? Để mình ghép thể nạp thử coi có được gì không. Thôi cũng được nha, cũng được nè các bạn ơi, cũng ngon lành đó. Giờ mình nạp vô cái coi, kiếm kim miền bảo để chơi trò chơi coi. Ok đâu rồi nè, sự kiện tức ngày á thì mình cũng nói rất là nhiều rồi. Thì anh em coi làm sao, nếu mà anh em ăn 799 được thì anh em nên dứt luôn nha. Hoặc là không thôi anh em chơi tới cái mốc là 3799 thôi nha. Nói chung thì cái đó thì cũng im. Im đó. Rồi bây giờ mình sẽ vô mình mở bảo khố hết mấy công, mấy bạn nói mình ăn gian các bạn nha. Thì cái bảo khố này á, thì mình có hai cây búa để mình đi gõ thử cho bạn coi nó có cái gì. Thì nó cũng y gan như cái kia nhưng mà nó ra đồ ngon hơn nha anh em. Đó. Thì anh em có tiền đầu tư vô thì cũng rất là ok nha. Cái này cũng là im nè. Này là gương bảo vệ cao cấp nè. Siêu xe nè, vượt thời gian và không gian để đến bên nhau nè. Thằng này là thằng gì đây? Ê cái này chơi được nè anh em. Nè. Cái này chơi được rồi nha, có cái thằng này đẹp nè, thấy không anh em, thấy nó ra hoạt ảnh đẹp đẹp không không? Chẳng chi mà anh em phải đi mua làm chi, mất công đúng không anh em? Giờ mình sẽ mua nha. Mua mình đập, đập bể đầu tụi nó hết nha. Mình có như 700 mấy thì không đủ, đủ luôn hả? Đủ luôn. Ủa kỳ vậy? Ba mình coi được nhiêu vàng chỗ gỗ nhiều gì, nạp thêm nha các bạn ơi. Chỉ đây mình hết thể nạp mà mình còn kim nguyên bảo thôi. Hôm qua mình chơi săn quá mà. Nói chung thì mình chia sẻ anh em vậy thôi, anh em cứ chơi từ từ tẹn tẹn thì anh em từ từ anh em cũng sẽ hiểu nha. Và nhớ một điều là ngày nào chúng ta cũng phải mua full này nha, mua full này trước nha, mà xài kim bảo nha, nãy mình quên nó mình xài đó. Ok anh em.